với lại vlogger Mai Dương 2K. Thì hôm nay đi sự kiện khai trương nét của anh Văn Tùng cũng như là anh Hà Trì Phu. Thì giờ là tôi bắt đầu đi từ nhà, thì 8 giờ sáng rồi, giờ tôi bắt đầu lên cho nó. Và người đi chung với tôi trong cái chuyến vlog này là chính là idol của giới trẻ một thời, đó chính là anh Gầy Bé Lê Xin. Thì giờ tôi đi với chung với ảnh. Chương nhiêu à? Túi này mình mua năm mấy củ lại. Đó thì rất kít Bùi Thiện đó, với lại anh Kamigami thân thiện. Trời ơi, đẹp trai có nghiệp chưa? Trời ơi, má tôi mà tôi là gái tôi hốt liền. Từ hôm anh vào Sài Gòn giờ bị gay gã 5 lần rồi. Trời ơi, má khói nha. Ok thì hôm nay bắt đầu đi lên trên nét của anh Văn Tùng hai anh em anh. Let's go. Kìa mày nói gì ta? Nó thấy mình ngu quá. Thôi để tao làm mấy hậu dáng dễ thương thôi. Buồn nè. Xì nè. Let it all go, darling, let it all go. I just need to stop and have some fresh vibes in my head. Let it all go. Ok thì giờ cũng đã đến cái nơi mà mình gọi là sinh ra và lớn lên và cũng là nơi mà kết thúc sự kiện của mình. Thì đây là cái nơi mà Lộc Global Bar thì là đang giờ hành xây hành quán nét của anh Văn Tùng. Thì giờ chúng ta gọi là đi tham quan sương sương cái nét của anh Văn Tùng và anh Hà Trí Phu nào. Đây là Văn Tùng và tiếp đến là Giáo Quỷ Xem Cho Mang và Xem Cho Mang. Bây giờ thủ chơi. Đi lên. Cái gì vậy? 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 Cái gì vậy?
em đã chụp tấm giáo rồi biết ly xì luôn anh lên biết chơi xin lỗi được chung rồi. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ có thêm một vị khách mời khá là không bất ngờ lắm, đó chính là Minh Lộc Yeros. Vâng, chào em. Có hay gọi em là khách mời lô mà. Cho nó tận hợp. Kiểu gì? Xin chào tất cả các bạn đã cùng đến với phần phỏng vấn của trận đấu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại một gương mặt khá là thân quen, nhưng mà sau này cũng biết là không quen hay không. Chính là bà Zeros ạ. Vâng, xin chào bạn, và có thể gửi lời chào tới Vlog của bạn. Thì lần đầu tiên thì em xin gửi lời chào tới tất cả mọi người, cũng như là những bạn đang xem trên màn ảnh nhỏ của kênh Việt Nam Sport TV. Thì em là FTC Zeros. Thì em xin trả lời câu hỏi của chị. Thì em cảm thấy cái trận đấu hôm nay em làm khá là tệ, nhưng mà cũng là cũng may. Thì cũng 2-0. Thì chắc là gam em biểu phong độ hoặc là do điểm may mắn. Thì trận đấu ngày hôm nay 2-0 cho SE thì cũng không có thay đại gì. Ok rồi, vậy thì ngày hôm nay khi mà em tới trải nghiệm cái cuộc này thì em cảm thấy như thế nào đó? So với việc cái đánh giải thì em cảm thấy cái nào vui hơn? Nãy giờ ảo tưởng xíu thôi mọi người. Thì mình nên tới tí thì mình ở lô ban, thì hôm nay là mình xin tên là kiểu chơi cái gọi là cái gì
đi sự kiện đi khai trương là quay nét của người anh của mình đó chính là Văn Tùng với là anh Hà Mô. Thì sự là em cảm thấy như là những anh của tôi giờ lên quá thì toàn là chơi là quay nét chứ lại kiểu gì không mà tới mặt tôi thì nói chung là cũng phải cố gắng phải học hỏi mấy anh nhiều thì anh Văn Tùng phải nói là nhất rồi. Sao nhất vậy? À, có chị Mai. Tiếc không? Ok, không sao, đùa vậy thôi chứ ngày hôm nay rất là vui khi mà chúng ta đã có Jerod tới đây để ủng hộ. Tất cả mọi người đều rất là ủng hộ Jerod đúng không ạ? Không, chị khéo, chị biết mà, không sao. Ngày hôm nay thì sự có mặt của Jerod là chị niềm vinh hạnh của chúng tôi. Cho một tràng vỗ tay đúng không ạ? Cái này đúng không? Nè, còn có đồng hồ cát nè. Trời ơi, rồi. Rồi nè, coi cho kỹ nha, một lần thôi. Làm được luôn. Sáng giờ là cũng là nhận được tình thương của anh em nhiều quá. Thế rồi là chúc anh em là một ngày đẹp trời nha. Có gì hẹn em gặp lại tại một cái đấu trường là vi xét cái thứ. Nói chứ Lập đi về nha. Có gì anh em chơi vui thoải mái nha. Ai à? Truyền thống cái người. Lớn cậu thì nay cũng không có đến đây không? Ok, chắc là để Ma Vương đi chụp hình với fan ha. Hay như là fan Ma Vương. Alo, anh ơi. Có chỗ nào mà mát mát cái thứ rồi chụp hình nó ok không nè? Chỗ nào mà đợi đó. Ủa cái chỗ mà em vừa là kết thúc sự kiện á, nó không có cái phòng riêng nữa. Em nghĩ là nó phải có cái gì đó nó đặc biệt chứ ta. Sao mà kiểu nó hay cắt cái đó luôn để làm cái gì? Nó bị thông quá, nhưng mà cái lòng của mọi người lòng ơi làm ơi lòng ơi em kéo ơi chơi chung được không anh đập vỏ lòng anh đập vỏ em biết không đập vỏ anh Ai quên nữa trời ơi, tại vì đây là anh trai của tôi thân quá rồi cho nên là tôi cũng
bị quên đấy. Đây là anh dạy medicine phải nói là idol với trẻ combo này. Ngày xưa hành nó hoài à. 20 chữ trong 1 giây. 20 phím trong 1 giây. Bây giờ chắc còn 4 phím hả? 3 phím hả? Thì nhà tôi vô Sài Gòn thấy thế nào? Thấy không khí gì rồi. Em coi thì em là coi được hướng hẹn là em sau là em có gọi là giúp cái đèn là dự định không em đừng có không xin mời sao em thấy có hả nhưng mà em cứ tự tin em giết hết mấy thằng ở đây mình chết đâu có đâu có tốn nữa anh vừa mới nói thì sao hồi nãy Lộc Dương mới là truyền cái đầu nó Lộc kêu là nếu mà kiểu vậy như là muốn hay là kiểu phải là không trở thành nào cái thứ đồ bây giờ nó ok thì chắc có lẽ là Lộc qua ngừng lại vlog luôn nha. Thấy cái gì vlog các thứ đồ có bị cho nên là hơi sai sót thì mọi người bỏ qua thôi nhá. Thế là chúc anh em một buổi tối vui vẻ. Hôm nay là Lộc lại đi tổ chức sinh nhật của Lộc đây bởi vì nay ngày 6 tháng 10 mà ngày 8 tháng 10 Lộc phải đãi luôn. Kiểu hôm nay là Lộc cũng gặp được những người yêu thương. Ước gì Lộc có một bánh kem ở đó, Lộc thổi nến cùng anh em. Đi cùng một cái nến. Ok, thế bye mọi người nhé.